Số 14, 14. Có còn nhớ hàm số là gì không? À, bật 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 mic lên nha. Trời, là do chưa chưa học hay là do không nhớ? Dạ. Chưa học thôi. Ừ, chưa học hả? Rồi, bây giờ thầy có một cái hàng này. Giờ y bằng 2x đi. Giờ thầy có một cái bảng. Rồi, em trả lời luôn với thầy nha. Nếu mà x bằng 0 á, thì y của mình sẽ bằng mấy? Dạ, thưa thầy là bằng không. Rồi, tiếp luôn. X bằng 1, x bằng 3, 5. X bằng 1 thì y bằng 2. Y bằng 2. X bằng 3 thì y bằng 6. X bằng 5 thì y bằng 10. Y bằng 10. Rồi, thì em thấy nè, khi mà x thay đổi thì y nó có giữ không hay nó thay đổi theo? Dạ là nó thay đổi theo. Vậy thì x thay đổi làm cho y thay đổi theo thì cái đó người ta gọi nó là hàm số. Rồi, thì ví dụ một cái khác, y bằng x mũ 2. Rồi một bạn khác, thì mời bạn khác đi, bạn số 3 đi. X, y, 0, 1, 3, 6. Rồi, cho thầy biết cái giá trị bên dưới. Dạ xong. Rồi. Hai. Chắc không, thầy thấy cấn cấn gì đó. Ủa, rồi sao đây? Cái hàng của thầy là x bình mà. À, một. Một. Chín. Dạ, 36. 36. Rồi, vậy thì em thấy x thay đổi á thì y nó cũng sẽ thay đổi theo luôn. Vậy hàng này mình cũng gọi nó là hàm số luôn. Rồi, ổn ha. Vậy mình biết hàm số là gì rồi ha. Còn cái bậc của nó thì qua bài sau mình tính tiếp. Mình chỉ cần biết bây giờ mình có một cái đại lượng x thay đổi thì đại lượng y nó sẽ thay đổi theo tương ứng. Thì nó là hàm số. Rồi, thầy có một câu hỏi dành cho các em. Y bằng 2 và y bằng 0x đi. Y bằng 2. Rồi các em suy nghĩ với thầy đi. Hai cái thằng này có phải hàm số không? Đây là số 1. Đây là số 2. Hai thằng này có phải hàm số hay không? Rồi suy nghĩ. Rồi thì mời một bạn số số 7. Hai thằng này có phải hàm số không em? Dạ là không. Không, sao không phải? Giải thích thằng nghe xem. Rồi, cái đầu tiên, cái số 1. Giải thích sao? Bây giờ x thay đổi nè, x bằng 1 nè, 2 nè, 5 nè, vậy y bằng mấy? Dạ y bằng không. Y luôn luôn bằng không, y có thay đổi theo không? Dạ không. Không, giờ thằng này Dạ cũng vậy luôn. cũng vậy luôn. Vậy hai thằng này nè, x của mình thay đổi nhưng y không thay đổi gì, thằng này không phải là hàm số nha. Không phải là hàm số. Mà người ta gọi nó là hằng số á, cái đó mình mốt mình bàn sau, giờ mình học hàm số trước.
Rồi thì y bằng cái gì đó x á, y bằng 2x đi, thì người ta còn có thể ký hiệu một cái khác đó là, à bây giờ y bằng 2x á, thì cái x này nè người ta gọi nó là biến số. Biến số còn cái này nè gọi là hàm số. Các em mua được sách giáo khoa hết chưa? Có ai chưa chưa mua được không? Lên tiếng giùm thầy. Rồi bạn số 14. Có mua được không em? Mua được sách giáo khoa hết chưa? Dạ có. Ừ. Rồi mấy cái này trong sách giáo khoa có. Các em chịu khó đọc sách thêm nha. Thầy chỉ giúp cho các em là dễ nhớ hơn thôi. Rồi nhớ đây là biến số, đây là hàm số. Trong sách có, các em có thể highlight lại trên đó cũng được, khỏi ghi cũng được. Rồi thì cái thằng này người ta thể có thể ký hiệu nó khác là y bằng, người ta thể ký hiệu cái hàm của mình nó là hàm f cũng được. Fx hoặc là gx hoặc là hx gì đó. Đó là chỉ là một cái tên gọi thôi. Thì y bằng fx tức là nó là một cái hàm và nó phụ thuộc vào x. X thay đổi thì y nó sẽ thay đổi theo. Rồi thầy lấy ví dụ. Thầy cho em một cái hàm số. Cho hàm số. Y bằng fx bằng 1 phần 2 x cộng 5. Rồi các em tính cho thầy F0, F1. Rồi các em bắt đầu tính đi. Ai tính xong thì giơ tay giùm thầy nha. Rồi, tính bao nhiêu đây đây? Có còn giải chi tiết không thầy hay là mình chỉ nêu số thôi? Rồi, nếu mà em ra được hẳn luôn kết quả thì tốt. Không cần trình bày đâu. Nhưng mà hồi thầy sẽ hỏi nha. Các em hiểu là được. Rồi bạn số 10. Rồi đọc giùm thầy đi. Nếu thứ hai là f bằng cộng 5, f0 bằng cộng 5. Rồi, rồi thầy giải thích chi tiết xíu nha, sợ có nhiều bạn không hiểu. Thế nào? Các em nhìn chỗ này, đây chính nó chính là cái vị trí của người x á. Rồi, đây chính là vị trí của con x thì f0 tức là x của em lúc này nó sẽ bằng 0. Vậy thì chỗ nào có x thì em thế 0 vô. Đây,
1 phần 2 nhân x nè, tính là 1 phần 2 nhân 0 cộng 5. Rồi, sẽ bằng 5. Rồi, tương ứng với dưới, mấy cái dưới em đọc cho thầy đi. Dưới thầy là 11 phần 2. Ừ. Âm nhân 1 cộng 5. Rồi. Bằng 11 phần 2. Rồi, tiếp. 1 phần 2 nhân 2 cộng 5 bằng 6. Rồi. 1 phần 2 nhân 3 cộng 5 bằng 13 phần 2. 13, ok. 1 phần 2 nhân trừ 2 cộng 5 bằng 4. Rồi, ok, đúng, chính xác. Anh chiều em. Rồi, có mấy bạn chưa giơ tay bạn số 5 nè, hiểu không em? Dạ hiểu. Rồi, dạ hiểu, dạ tính này cho thầy đi. F, F6 đây. F6 bằng nhiêu? Thầy là F6 bằng 1 phần 2 nhân cho 6 cộng 5 thì bằng 8. Bằng 8. Rồi, ok. Rồi, đó là khái niệm sơ về hàm số, có bạn nào chưa hiểu không? Bài này cũng dễ mà ha. Qua bài 2 mới bắt đầu khó. Rồi, phần thứ 2 thầy sẽ đi qua đồ thị. Có bạn nào nghe về đồ thị chưa? Biết nó là cái gì không? Bài số 4, biết không em? Có nghe nó chưa? Dạ có từng nghe. Vậy, vậy vậy em có giải thích được nó là cái gì không? Dạ. Dạ không. Ừ. Rồi. Rồi sau khi thầy giải xong em sẽ biết nó là cái gì. Bây giờ thầy cho một cái hàm số nha. Y bằng 2x. Y bằng fx đi. Y bằng fx bằng 2x. Rồi các em làm cho thầy cái bảng này với giá trị x y tương ứng y y 0 1 2 3 4. Rồi được rồi, làm hơi nhiêu đây thôi. Rồi phần này dễ đọc cho thầy luôn. Bạn nào đây, bạn này không có đánh số đây, bạn Tuyết Anh nè. Rồi, cho thầy biết nó là nhiêu em. Dạ, thưa thầy là 0. Không. Thưa thầy là 2. 2. 4. 6. 8. Rồi, ok. Rồi, em Tuyết Anh luôn. Em có từng nghe hệ trục tọa độ đề cạc chưa? Dạ, chưa. Nghe hệ trục tọa độ XOY chưa? Dạ, rồi. À. Đó, hệ trục tọa độ XOY người ta gọi là hệ trục tọa độ đề cạc á. Đây. Nó là hai cái đường nè. Hai cái đường vuông góc với nhau. Đây là trục X. Rồi được rồi. À, thank you em. Rồi đây là trục X, trục ngang là trục X, trục đứng là trục Y. Và cái điểm này là điểm O. Rồi em nào nhắc lại cho thầy nhớ xem cái x trục OX nó là trục gì vậy? Bạn số 14. Dạ trục OX là trục gì? Biết không? Dạ em nhớ có hai trục là trục tung và trục hoành nhưng mà. Đúng rồi nó đó. Nhưng mà hàng nào tung hàng nào hoành? Giờ em cứ tưởng tượng những cái từ tiếng Việt của mình thôi. Hoành á, hoành tức là một cái hàng đi ngang á, còn tung á là nó nhảy lên.
Vậy trục OX của em đó là trục gì? Dạ trục tung. Trục tung là hàng nhảy lên đó nha. À, nó tung trục nó hoành. Tung nó tung lên trời á. Và hàng này nó là trục hoành. Và hàng OI nó chính là trục tung. Tung. Ừ. Rồi điểm O gọi là gì? Quên hết. Tọa độ. À, góc tọa độ nha. Góc tọa độ. Rồi, em nào không nhớ thì vẽ cái này vô nha, chú thích lại nha, bữa sau thầy hỏi á. Rồi, em thấy trên một cái hệ trục tọa độ của mình nè, này gọi là hệ trục tọa độ, thì một cái điểm này bất kỳ nè, điểm A đi, thì nó sẽ bao gồm hai giá trị, em chiếu thẳng vuông góc xuống đây, nó sẽ được giá trị x, và em chiếu vuông qua đây, nó sẽ là giá trị y. Thì một điểm của em bao gồm hai giá trị là x y, gọi là hoành độ tung độ. Vậy cái cặp x y này nè, thầy gọi nó là điểm A. Ở đây thầy gọi nó là điểm B. C. D. Rồi, rồi được rồi, bỏ đi. Rồi thầy sẽ biểu diễn tất cả các điểm này trên hệ trục tọa độ. Rồi, bài số 10 cho thầy biết điểm A của mình nó sẽ có tọa độ là bao nhiêu? Hay là không. Rồi, không. Gì nữa? Không, tại sao thầy có độ? Nè, như thầy nói lại nha, một điểm bất kỳ nè. Nó sẽ luôn luôn có hai giá trị, nó là x và y. Thì thằng kết này nè, gọi là tọa độ của một điểm. Không, không. Ờ, nó là không, không. Đây, điểm x nè, x bằng 0 thì tương ứng y bằng 0. Giờ x bằng 1 nè, tương ứng y bằng 2. Vậy điểm B có tọa độ là? 1,2. 1, 2. Rồi điểm C? 24. 24. Và điểm D là? 36. 36. Rồi thầy sẽ vẽ từng cái điểm này lên trên hệ trục tọa độ. Đây là x, o, y. Rồi được rồi, cảm ơn em. Rồi cái điểm A. Cái điểm A có tọa độ 0,0 nè. Rồi đâu đâu em nào cho thầy biết coi 0,0 là điểm nào giờ. Bài số 5. Số 5. Dạ. Rồi, cái điểm A có tọa độ 0,0 nè, nó nằm ở đâu? Thầy là nó nằm ngay góc tọa độ. Đúng rồi, nó nằm ngay góc tọa độ luôn. Nó trùng lên đây luôn. À được rồi, ok. Rồi điểm B là 1, 2. Thì thầy lấy qua 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi điểm B tương ứng là x bằng 1. Đây, x bằng 1 nè. Y là 2 nè. Đây. Mình chỉ vuông góc qua thì mình sẽ được điểm thứ 2 đó chính là điểm B. Rồi tương ứng điểm tiếp theo là 2, 4. 2 nè. Đây. Thẳng đứng lên. Tới gặp số 4. Thì em kẻ vuông qua. Đây. Mình sẽ được điểm C. Và tiếp theo là 3, 6. Đây là điểm D. Rồi thầy lấy một cái viết, thầy nối tất cả các điểm này lại. Thầy lấy cái viết, thầy nối tất cả các điểm này lại. Đây. Thầy cái đường này nè.
Do thầy vẽ hơi lệch xíu nha. Nó đi qua hết tất cả các điểm. Oh, nhầm. Điểm A của em nằm dưới này. Rồi, đúng rồi, nó đó. Rồi, cái đường này của mình nè, nó sẽ đi qua tất cả các điểm mà lúc nãy giờ mình vẽ luôn, đó là điểm A, điểm B, điểm C, điểm D. Thì cái đường này nè, nó chính là cái đồ thị. Nó gọi tên là đồ thị của cái hàm y bằng fx bằng 2x. Và mình sẽ ký hiệu như vậy. Em ký hiệu em ghi dọc theo cái đường này luôn. Đó, ghi là y bằng 2x. Rồi, được không? Hiểu không? Hiểu không em? Hiểu không anh Thư? Các bạn nào không hiểu không giơ tay đi, thầy giải thích lại. Rồi, thầy cho thêm một bài nữa ha. Bài này các em tự làm nha. Rồi, vẽ cho thầy. Vẽ đồ thị hàm số. Y bằng 1 phần 2 x và y bằng trừ x. Vẽ đồ thị của hai thằng này trên cùng hệ trục tọa độ. Rồi, bắt đầu. Rồi, các em vẽ vô giấy đi. Rồi, em nào vẽ xong giơ tay cho thầy biết nha.
Mình thấy được mấy cũng được không thầy? Đúng, chính xác. Em muốn cho bằng bao nhiêu cũng được, em cho bằng 100 cũng được. Rồi cứ cho đi, rồi một hồi thầy sẽ cho em những cái lời giải thích hợp lý là mình nên cho số nào. Rồi, các em chú ý lên đây nha. Rồi, bài số 10 xong rồi đúng không? Rồi, cho thầy. Rồi, em phụ thầy vẽ đi. Rồi, các em lưu ý là các bước làm của mình như thế này. Mỗi mốt mà em gặp một câu là vẽ đồ thị hàm số, thì bước 1 em sẽ lập bảng giá trị cho thầy. Bước 1 là lập bảng giá trị. Cái bảng nãy giờ mình làm á, thì cái bảng đó gọi là bảng giá trị đó. Rồi, bảng giá trị thứ nhất x y. Hàm đầu tiên thầy vẽ là hàm y bằng 1 phần 2 x nha. Rồi, em cho những con số nào em nói thầy nghe coi. Như thầy là x bằng 2. X bằng 2. X bằng 4. X bằng 4. 6. 8. Nữa không? Dạ không. Rồi. 2 x bằng 2 là y bằng 1. Y bằng 1. 2. 3. 4. Ủa. Rồi, ok. Rồi, thầy cho thêm một cái nữa nha. Thầy cho thêm một cái nữa để em tính giùm thầy. Cho x bằng 50 đi. Y bằng 25. Y bằng 25. Rồi, 50. 25. Rồi, đây là cái hàm thứ nhất. Đây. Rồi, tới hàm tiếp theo. Đó là x y bằng trừ x. Rồi, em cho đi. X bằng 2. 2. 4. 4. 10. 12. Rồi. Rồi, xuống dưới tính y cho thầy. Như thầy là trừ 2. Trừ 2.
Trừ 4. Trừ 4. Trừ 10. Trừ 12. Rồi xong. Bước 2. Mình qua bước 2. Bước 2. Sao em? Vẽ hai tọa độ đích ra bước 2. Bước 2 là mình bắt đầu vẽ. Vẽ đồ thị. Em thấy cái đề nè, cái đề người ta chỉ kêu là vẽ đồ thị thôi. Người ta không có kêu phải lập cái bảng này. Nhưng mà mình bắt buộc phải lập cái bảng này nha. Không lập cái bảng này ra là không có chấm điểm được. Tại vì không có lập cái bảng này, không biết cái đồ thị ở đâu mà ra hết. Rồi, vẽ hệ trục tọa độ ra. Cái này đi cho nó đẹp. Rồi, thay đổi rồi, cảm ơn em. Rồi, ok. Các em vẽ nhớ vẽ cái mũi tên vào nha. Rồi, đâu bạn nào nhắc lại cho thầy xem số 4. Số 4 nhắc lại cho thầy xem điểm này nó gọi tên là cái gì đây? Ký hiệu là gì, gọi tên là gì? Dạ là góc tọa độ. Ký hiệu? Dạ, XOO. Ồ, ký hiệu nó là chữ O thôi. Rồi, ở bên đây? Dạ là X. X, thì trục OX của mình là trục gì? Dạ trục hoành. Rồi, ở trên đây? Dạ Y. Y. Và trục? Tung. Rồi, ok. Thank you em. Rồi, mình bắt đầu vẽ. Thầy vẽ cái đồ thị thứ nhất trước nha. Cái cặp số này nè. Thầy gọi tên nó là điểm A đi. Cặp số thứ hai thì gọi tên nó là điểm B. Rồi, điểm A của mình là tọa độ là 1, 2. 1, 2. Thầy chia tương đối thôi nha. Một. Mấy con số này nè. Thì em nên ghi, đối với trục OX thì em nên ghi ở dưới trục OX. Và đối với trục OY thì em nên ghi bên trái của trục OY. Và em ghi nhỏ thôi. Rồi điểm thứ nhất là điểm A là 1, 2. 1, 2. Đây, điểm A. Điểm B là 24. Rồi, em nào cho thầy biết em số. Rồi, Tuyết Anh cho thầy biết đi. Giờ cái điểm này thầy vẽ làm sao? Dạ, hãy gọi tên này là điểm C đi. Điểm C thầy vẽ làm sao? Dạ. Hai điểm này em hiểu không? Hai điểm này em vẽ được không? A, B vẽ được không? Dạ, được. Rồi, về điểm C vẽ làm sao? Giờ X bằng 4 nè. X bằng 4 là... 24. 21. Rồi. Chờ thầy xíu, 27 rồi. Rồi, A là, điểm A là 21. X bằng 2, Y bằng 1. Anh Thư nãy vẽ giống thầy không vậy? Vẽ giống thầy hình nãy không? Thư. Ủa, thầy đang gọi ai đó? Tiết Anh đúng không? Tiết Anh vẽ giống cái hình của thầy lúc nãy không? Dạ không. Trời ơi, vậy mà không thèm nhắc thầy luôn. Rồi, 42.
S bằng 4, Y bằng 2. Rồi điểm B. Rồi hai điểm này ok ha. Rồi bây giờ điểm C này mình vẽ sao? Bây giờ 4 là nằm đây nè. Rồi con số 50 này của em nè, nó nằm ở đâu? Này, nằm tốt bên đây đúng không? Vẽ vẽ lấn vào tờ giấy của bạn kế bên luôn. Đúng không? Dạ. Rồi, đây đây là cái lưu ý thứ nhất của các em. Đó là em không, tuyệt đối là không cho một con số quá lớn nha. Tại vì cái hệ trục là tọa độ của mình, nếu mà 1, 2 nằm đây thì mười mấy, hai mấy nó nằm tuốt vào đây nè, thì cái giấy của mình á, nó không đủ để vẽ. Thì em cho những con số nhỏ nhỏ thôi. Rồi đây là cái lưu ý thứ nhất, không cho số lớn. Cái con số 8, 4 á, thầy đã thấy là nó hơi lớn rồi đó. Mình vòng vòng những con số như là 1, 2, 3, trừ 1, trừ 2, trừ 3 thôi. Rồi lưu ý thứ hai. Giả sử thầy cho ở đây là 3, cho x bằng 3. Vậy thì y bằng mấy? Rồi bạn số 1. Số 1 có học không? Rồi bạn số 14 đi. Nếu x bằng 3 thì y bằng mấy? Dạ, nếu y bằng 3 thì y bằng 3 phần 2. Y bằng 3 phần 2. Rồi, x bằng 3 là x nằm đây nè. Đây là con số đẹp nè. Nhưng mà 3 phần 2 á, nó là bao nhiêu? Đổi ra số thập phân nó là nhiêu em? Giờ là 1,5. À, 1,5 rồi nó nằm ở đây nè. À, rồi, được rồi. Cảm ơn em. Rồi, đây là một con số rất xấu. À. Tại vì trên cuốn tập của em á, trên cuốn tập của em nè, nó có chia sẵn ô ly nè, ô ly nè. Nếu em chọn ở đây là 1 nè, thì ô kế bên là 2 nè, ô kế bên là 3 nè. Mà em chọn là 1,5 á, thì ở giữa giữa đây nè, nó ra xấu lắm. Đó. Hoặc là mỗi em đi thi á, cái tờ giấy của em cũng là tờ giấy trắng này nè, nó không có ô như vậy. Cùng lắm là nó chỉ có ô dọc vậy thôi. Thì lúc đó em sẽ lấy cây thước em đo á, đây cây thước của mình nè. Đây là 1 nè, 1 xăng nè, 2 xăng nè, 3 xăng nè, 4 xăng nè. Rồi tự nhiên em chọt chọt ở dưới đây. 1, 2, 3. Tự nhiên chọt chọt đây 1,5. Rồi em lấy đây 1,5. Nhìn số nó kỳ, nó xấu lắm. Ha. Rồi nên mốt hạn chế là lấy những con số như thế nào á. Đừng có cho nó bị phân số như vậy. Cho số nguyên vậy nè, nó đẹp, dễ vẽ. Và một cái lưu ý nữa, đó là em đừng có cho nhiều quá. Đây. Như hai cái bảng này là nhiều quá rồi nè. Mình cho 2 hoặc tối đa là 3 thôi. Rồi một hồi thầy qua thầy nhận xét bảng bên phải nha. Thầy sẽ nhắc lại. Rồi mình nối hai đường này lại. Mình sẽ được cái đồ thị. Nối lại. Đường màu xanh. Rồi cái đường này tên là y bằng, em viết tên của đồ thị, em viết dọc theo cái đồ thị luôn, y bằng 1 phần 2 x. Rồi ổn không? Đồ thị đầu tiên ổn không? Anh Thư. Được không em? Rồi qua đồ thị thứ hai, qua cái bảng tiến thi thứ hai, em nhận xét cho thầy đi. Cái bảng này nó có tốt hay không và nó bị những vấn đề nào? Giải quyết luôn. Rồi anh Thư luôn. Rồi cái bảng này tốt không? Đẹp không? Hay là có cần sửa đổi chỗ nào không? Sửa số 10, số 12 nhỏ rồi. Rồi bỏ luôn. Không cần luôn. Cái thứ nhất á, là em cho số nãy bạn kia đó là cho số quá lớn nha. Cho số quá lớn mình rất là khó vẽ rồi, bỏ luôn. Và cái thứ hai nữa là không cần cho quá nhiều. Cho 2 tới 3 thôi. Rồi đây thì cho 2 thằng thôi.
Rồi, hai số như vậy là vừa nha. Đừng cho số nhỏ quá, cũng đừng cho số lớn quá. Đừng có cho số là 2,5. Số nó rất là xấu. Rồi, được rồi, thank you em. Rồi, thầy vẽ cái thứ hai là điểm này gọi là điểm C. Điểm này gọi là điểm D. C là 2 trừ 2. 2. Rồi, ở trên phía trên á, phía trên của OX á, thì nó là những số dương. Vậy thì phía dưới OX nó sẽ là những con số âm. Này. Tương ứng, hai đoạn này phải bằng nhau nha. Rồi đây là 1 thì đây sẽ là trừ 1, trừ 2, trừ 3, trừ 4. Rồi điểm C là 2 trừ 2, X bằng 2, Y bằng trừ 2. Rồi đây là điểm C. X bằng 4, Y bằng trừ 4. Rồi, đây là điểm D. Rồi, mình nói hai điểm này lại. Nó là một đường thẳng đó nha. Em chỉ cần em đặt cái thước đặt lên hai cái điểm này. Rồi em kéo nó ra là được. Nó không có hình dạng cong quẹo gì đâu. Nó là đường thẳng á. Rồi đó. Nó đi qua góc tọa độ hết á. Rồi, thằng này nó là Y bằng trừ X. Rồi đó. Đó là xong một bài toán về vẽ đồ thị. Rồi, ổn hết không? Các bạn nào không được không? Bài số 12 đi. Được không em? Dạ được. Rồi, nhắc lại cho thầy. Bài số 12 luôn nha. Nhắc lại cho thầy các bước để làm một bài toán về vẽ đồ thị hàm số. Bước 1 là làm gì? Dạ là lập bảng giá trị. Đúng, lập bảng giá trị. Và mình lưu ý những cái chỗ nào? Dạ là không cho số quá lớn như là đúng. Số 6. Đây, không cho số quá lớn, không cho số 6 và cũng đừng cho nhiều quá, cho thành 2 đến 3 thôi. Rồi, phần vẽ đồ thị thì dễ rồi. Mình cứ coi đây là một cặp, đây là một cặp thì coi giá trị tương ứng của nó mà vẽ lên đây thôi. Rồi, ok, thầy qua nha. Rồi mình qua phần thứ ba, nó là hàm số đồng biến và hàm số nghịch biến. Ba là hàm số đồng biến và hàm số nghịch biến. Rồi thầy cho em hai hàm số. Hàm số thứ nhất là Y bằng 2X cộng 1 đi. Và hàm số thứ hai là Y bằng trừ 2X cộng 1. Rồi bây giờ thầy không nói gì hết. Một bạn nào đó nói cho thầy xem em hiểu gì bài số 10. Rồi, nói cho thầy biết em hiểu gì về hai cái khái niệm này. Dạ, em hiểu thầy. Hiểu theo ý em thôi nha, thầy chưa dạy gì hết nha. Dạ, thầy theo ý em là hệ đồng biến là hàm số đồng biến là nó là tất cả là số dương. Ừ. Rồi. Còn nghịch biến là có số dương và số âm. Rồi, rồi, cảm ơn em. Rồi một bạn nào khác đây, bạn số 7 đây. Dạ. Rồi em hiểu gì về hai cái khái niệm này theo em? Dạ. Theo ý của em. Dạ là đồng biến là số dương, còn nghịch biến là số âm. Ừ. Rồi, rồi, cảm ơn, thank you. Rồi thầy sẽ giải thích cho em. Rồi thầy sẽ dạy sao, giải thích hai cái khái niệm này. Rồi cái chữ biến đây của em á, chữ biến này nè,
nó chính là biến đổi. Ghi dưới đây đây, đồng biến. Nghịch biến. Rồi cái chữ biến này nè. Sau này em học, cái em học cái em để ý cái từ tiếng Việt của mình nó đặt tên nó dễ biết lắm. Nó đặt tên theo cái cách biến đổi của cái hàm á, chứ nó không có đặt cái gì xa lạ hết. Chữ biến này chính là biến đổi á. Rồi quay lại nãy thầy hỏi bạn nào thầy quên rồi, bạn số 10 đúng không? Rồi. Theo em thì cái gì biến đổi? Dạ thầy là cái 2x biến đổi cộng 1. À x biến đổi thôi nha. X biến đổi. Rồi gì biến đổi nữa? Dạ y. Rồi y biến đổi. Rồi vậy thì cái chữ biến của mình tức là biến đổi nha, biến đổi thì trong một cái hàm này của mình nè. Thầy xét hàm trên thôi nha, thầy nói một hàm thôi. Thì cái hàm trên nè, thì mình có x biến đổi và y biến đổi. Rồi, số 10 luôn nha, đợi thầy xíu nha. Rồi, cái chữ đồng này nè. Đồng này chính là đồng tình á. Tức là cùng với nhau á. Còn chữ nghịch này nè. Tức là nghịch ý với nhau, tức là ngược á. Này ý này, kia ý kia á. Hai thằng ý nó không có hợp nhau, nó ngược nhau. Vậy cái chữ đồng biến này của mình nè, chính là nó biến đổi cùng với nhau. Biến đổi cùng với nhau là sao? Theo em, số 10. Biến đổi cùng với nhau. Biến đổi cùng với nhau. Được không? Không. Rồi em luôn nha. Rồi em lập cái bảng cho thầy đây. Rồi mình sẽ biết biến đổi cùng với nhau là như thế nào. Mình lập cái bảng giá trị. Hai hàm này mình lập chung một bảng luôn cho dễ. X y bằng 2x cộng 1 và y bằng trừ 2x cộng 1. Rồi mình cho nhiều xíu để mình phân tích. Cái này mình không có vẽ, cái này mình chỉ xét nó đồng biến nghịch biến thôi. Rồi thầy cho một vài con số là 0, 1, 2, 3, 5 đi. Rồi bao nhiêu đó đủ rồi. Rồi em cho thầy biết cái hàng đầu tiên. Giá trị của nó. Được 1. 1. 3. 3. 5. 5. 7. 11. Rồi ok. Rồi hàng thứ 2. 1. 1 trừ 1 trừ 1 3 trừ 4 2 trừ 3 mới đúng nè. Trừ 3 trừ 4 đúng rồi, trừ 3 trừ 5 trừ 9. Rồi đây, đây, tới công chuyện luôn. Rồi em nhìn cho thầy nè, x, cái giá trị x của mình á, nó biến đổi đúng không? Nó biến đổi từ 0, 1, 2, 3, 4, 5 nè. Mà nó tăng hay nó giảm? Dạ, nó tăng. Nó tăng. Rồi em nhìn cái y dưới cho thầy ơi. Cái y này sao? Tăng theo luôn. Tăng theo luôn. Rồi thằng này trước đi. Rồi em có biết đồng biến là gì chưa? Thầy biết rồi. Rồi sao nói thầy nghe coi. Để thầy là đồng biến là nó cùng tăng. Đúng rồi, nó cùng tăng. Vậy thầy nghịch biến là gì? Nó cái tăng cái giảm. Đúng, chính xác. Đó, em học thì em phải hiểu sâu nó như vậy. Chứ em đừng có học đồng biến là thế này, đồng biến là thế kia. Rồi mau mốt đảm bảo với em luôn, vài tháng sau bỏ không làm tới nó là quên liền. Rồi, cảm ơn em. Rồi, thầy nói lại nha. Đồng biến ở đây á, tức là nó biến đổi cùng nhau. Và cái gì biến đổi cùng nhau là x và y nè. X và y biến đổi cùng nhau. Tức là x tăng, thì y tăng. Thì nó gọi là hàm đồng biến.
Còn em nhìn cái hàm phía dưới nè. Đây cái hàm phía dưới. X của mình nó vẫn tăng nè, nhưng y nè, 1 trừ 1 trừ 3 trừ 5 trừ 7 à, trừ 9 nè. Thì y nó bị giảm. Này. Vậy thì x vẫn tăng nhưng mà y giảm. Thì thằng này nó biến đổi ngược nhau, hay còn gọi nó là nghịch biến. Rồi vậy thì tóm tắt phía dưới. Vậy là x tăng. X tăng. Y tăng. Suy ra đồng biến. X tăng. Y giảm. Thì nó là hàm nghịch biến. Rồi. Rồi bạn nào đây? Số 5 đi. Rồi số 5 cho thầy biết mình còn trường hợp nào nữa không? Dạ thưa thầy là... Còn trường hợp nào nữa không? X giảm y tăng là... Ờ rồi đúng rồi. Đâu có ai bắt buộc x nó phải tăng hoài đâu. Nó được quyền giảm mà. Vậy x giảm nè. Và y, vậy lúc này mình cho trường hợp đầu tiên đi. Y giảm theo đi. Vậy thì theo em, lúc này á, nó là hàm gì? Thưa thầy là, cái đó là đồng biến. Rồi, đồng biến. Rồi, trường hợp cuối cùng nó là x giảm. Y tăng là nghịch biến. Ừ, y tăng là nghịch biến. Rồi, được rồi, xin chào em. Rồi, vậy thì qua bốn cái này thì các em thấy á, tức là x của mình nó tăng giảm không có quan trọng nha. Quan trọng là cái thằng y á, nó như thế nào. Miễn sao mà nó giống với thằng x á. Nè, x tăng nè. Đây, x tăng. Mà y tăng theo, hai thằng cùng tăng luôn, thì nó là đồng biến. X giảm, y cũng giảm luôn, hai thằng cùng giảm theo, thì nó là đồng biến luôn. Còn thằng này tăng, thằng kia giảm, hoặc này giảm mà thằng kia tăng, hai thằng đi ngược nhau, thì gọi nó là hàm nghịch biến. Đó, ok chưa? Quá easy luôn. À, các bạn nào không hiểu không? Giơ tay giùm thầy đi, thầy giải thích lại. Rồi, 30 giây bắt đầu. Giơ tay, tốc độ lên. Rồi, hiểu hết đúng không? Rồi, thầy qua ký hiệu của nó nha. Nãy là thầy giảng, có, nãy giờ là thầy giảng cho các em hiểu thôi. Còn cái ký hiệu của nó đây. Rồi, trường hợp thứ nhất. Thầy có x1 nhỏ hơn x2. Đây, cho cái bảng đi, cho dễ hiểu. X, Y. Vậy đây giá trị thứ nhất là 0, 1, 2. 1, 3. Thì cái giá trị đầu tiên á, thì thầy gọi nó là X1. Cái giá trị tiếp theo á, thì thầy gọi nó là X2. Thì nếu mà X1 nhỏ hơn X2 á, đây X1 nhỏ hơn X2 nè. Tức là cái X của mình nó tăng đúng không? Thì lúc này, nếu mà y1 cũng nhỏ hơn y2 luôn. Đây, thầy gọi cái giá trị này là y1, giá trị bên đây là y2. Đây, x1 nhỏ hơn x2 tức là x đang tăng nè. Và y1 nhỏ hơn y2 tức là y cũng đang tăng luôn. Giá trị sau lớn hơn giá trị trước thì nó là tăng. Thì hàm này mình gọi nó là hàm đồng biến. Rồi, hàm thứ hai, x1 nhỏ hơn x2. Em có quyền, các em có quyền cho x giảm nha. Nhưng mà về cái lý thuyết mà cho x tăng, x giảm tùm lum tà la thì mình hơi khó, mình hơi nhiều. Thì mình cho cố định luôn là x của mình luôn tăng cho dễ.
x luôn tăng. Đó, cho vậy đi cho vậy. Chứ đừng có cho x tăng giảm nhiều lộn xộn hết. Em cho cứ x tăng hết cho thầy. Giờ mình chỉ đi xét thằng y thôi. Rồi, mà y1 lớn hơn y2. Y1 lớn hơn y2 tức là y ban đầu là 3, y sau là 1 á. Đây, cái phía sau nhỏ hơn á thì mình gọi nó là hàm nghịch biến. Đây, thằng này là đồng biến. Rồi, đó là về mặt ký hiệu. Rồi, các em xem lại đi. Xem lại đi, có hỏi thầy gì không? Rồi, suy nghĩ đi. Không hỏi là thầy hỏi đó nha. Thầy hỏi là phải trả lời được á. Tại vì các em không hỏi là coi như các em hiểu hết rồi. Rồi, cho các em một chút để suy nghĩ. Rồi, có ai hỏi gì không? Rồi, thầy nhắc thêm cái chỗ này nha. Chỗ này em có thể ghi là y1 nhỏ hơn y2 hoặc là ghi fx1 nhỏ hơn fx2 cũng được. Này thầy đã nói rồi, nó là cái ký hiệu của nó thôi. Người ta đặt y bằng fx thì fx1 nhỏ hơn fx2 cũng được. Ký hiệu f cũng được, y cũng được. Nào cũng như nhau hết. Rồi, ở dưới là fx1 lớn hơn fx2. Rồi, vô, bắt đầu. Y bằng 3. Rồi, tốc độ lên cho thầy biết hàm này đồng biến hay nghịch biến. Nhanh. Rồi, bài số 7. Dạ là đồng biến. Rồi, đồng biến dựa vào đâu? Dạ là nó dương. Định nghĩa là đồng biến với thầy coi. Đồng biến là cùng tăng. Cùng tăng hoặc cùng giảm nha. Dạ. Rồi vậy suy nghĩ lại coi này đồng biến hay nghịch biến. Dạ đồng biến. Rồi vẫn đồng biến. Chắc chưa? Dạ chắc. Rồi vậy thầy hỏi nha, bây giờ ít tăng nha. Bây giờ ít tăng là y có tăng không? Là sao thầy? Thì bây giờ nè, thầy cho ít tăng. Rồi thầy lập cái bảng cho em luôn nha. Giờ ít nè, y bằng 3 nè. Giờ ít bằng 0, 1, 2, 3. Đó, thầy đang cho ít tăng đó nha. Rồi y tương ứng ở dưới là nhiêu? Dạ, 0. 3 chứ sao không? 3, 3, 3, 3, y bằng 3 mà nó đâu có phụ thuộc vô x đâu. Thầy đâu có viết chữ x phía sau. Đâu có đâu. Đúng không? Vậy hằng này y không có phụ thuộc vô x nha. Vậy thầy cho thầy biết coi hàm này đồng biến hay nghịch biến. Đó, quéo liền. Rồi, được không? Dạ, nghịch biến. Rồi, nghịch biến. Lý do gì nghịch biến giải thích? X tăng nè. Giờ X tăng nè. Y có giảm đâu, đúng không? Vậy sao mình kết luận nó nghịch biến được? Chừng nào ít tăng y giảm thì mới kết luận nó nghịch biến nhé. Rồi thầy mời bạn khác nha. Bạn số 12.
Trời, alo alo, rồi nói đi thầy nghe. Dạ. Hả, con không biết. Rồi, ok. Không biết bài này nhưng mà hồi nãy giờ thầy giảng này hiểu không? Dạ hiểu. Thầy giảng đồng biến thì biến hiểu hết đúng không? Rồi, thằng này nó hơi lạ đúng chưa? Rồi một bạn khác nữa nha. Anh Thư được không? Bài này y bằng ba nè, đồng biến hay nghịch biến. Rồi có ai được không? Có ai được không? Giơ tay giùm thầy coi. Rồi một bạn số 10. Rồi. Thầy xem là nó vừa đồng vừa nghịch. Rồi vừa đồng vừa nghịch. Rồi ok, nó cũng là một ý kiến. Rồi bạn nào nữa không? Có ai không? Rồi bây giờ thì bắt đầu giải thích nha. Rồi thằng này nè, giờ các em thấy nè, x của nó tăng nè, nhưng mà y nó đâu có tăng đâu. X tăng mà y không tăng á thì nó đâu có biến đổi cùng nhau đâu. X biến đổi mà y đâu có biến đổi, vậy thằng này mình không thể kết luận nó là đồng biến được nha. Không đồng biến. Rồi tiếp nè, x tăng nè, nhưng mà y nó đâu có giảm đâu, y nó vẫn giữ nguyên này mà. Vậy x tăng mà y không giảm thì nó cũng đâu có nghịch biến đâu. Đó. Vậy thì cái hàm này của mình á, nó là hàm không đồng biến và nó cũng không nghịch biến luôn. Chứ không phải là cái hàm nào cũng bắt buộc nó cũng phải có tính đồng biến nghịch biến nha. Có một số hàm á, nó sẽ không đồng biến và nó cũng không nghịch biến luôn. Rồi được không các em? Ổn không? Chứ thằng này không phải là vừa đồng biến vừa nghịch biến nha. Mình chỉ được kết luận nó đồng biến khi x tăng y tăng. Mà thằng này x tăng y đâu có tăng đâu, nên mình đâu có kết luận nó đồng biến được. Và nghịch biến cũng tương tự như vậy. Và thằng này hồi nãy thầy cũng có nói sơ rồi đó. Thằng này nó chính là hàm gì? Có ai còn nhớ không? Số 10, nhớ không em? Thằng này gọi tên là hàm gì? Nhớ không? Nãy thầy nói nhưng mà thầy không có nhấn mạnh á. Giờ nhấn mạnh lại luôn nè. Nhớ không? Hàm tung. Hàm hằng. Hàm này là hàm hằng. Hằng ở đây chính là hằng số. Này em thấy nè. X của em nó luôn luôn bằng một cái hằng số cố định á. Nó chính là con số 3. Nó không có biến đổi. Thì người ta gọi nó hàm hằng. Còn những cái hàm nào ví dụ như hàm này nè. Y bằng 2x nè. Y bằng x nè. Thì những cái hàm này y nó sẽ biến đổi theo x. Thì lúc đó người ta mới gọi nó là hàm số. Còn những cái hàm nào mà nó giữ nguyên, nó không bao giờ nó biến đổi á, thì gọi tên nó là hàm hằng. Rồi lưu ý thêm chỗ này nha. Nó là một hàm khá đặc biệt. Rồi lại hàm dễ hơn xíu nha. X bằng 2x. Rồi số 10 luôn đi. Hàm này đồng biến hay nghịch biến em? Dễ hay là đồng biến. Rồi đồng biến. Rồi sao em biết nhanh vậy? Dạ, tại vì em có lập bảng giá trị đó không mà em kết luận nhanh vậy? Chưa. Rồi vậy sao em biết? Sao em biết nó đồng biến? Dạ, nếu nó là số dương thì nó sẽ là đồng biến. Cái gì dương? Dạ x dương. Không, x của mình không dương nha. Đây x nè, x là một cái biến nha. Nó là một con số, nó là một con số không cố định, nó biến đổi, nó thay đổi, nó có thể âm hoặc dương. Chỗ này em không thể kết luận x dương được. Rồi gần đúng rồi đó. Gần đúng. Vừa đồng biến vừa nghịch biến. Rồi thầy lập cái bảng giá trị cho em nè. Rồi các em lưu ý luôn nha, một hàm không bao giờ mang hai tính chất. Một là đồng biến, hai là nghịch biến. Còn ba là nó không có tính chất nào hết, là không đồng biến cũng không nghịch biến luôn. Rồi cái đầu tiên em kết luận nó đồng biến là đúng rồi đó. Nhưng mà chưa lập bảng giá trị ra làm sao mà mình biết được.
Rồi thử số 10 lập luôn mảng cho thầy đi. Tự do ít luôn đó thầy. Rồi tự do ít luôn. 0 1 2 3. Rồi được rồi. Rồi y 0 2 4 4 6. Rồi các em lưu ý là nên cho ít tăng cho dễ nha. Luôn luôn cho ít tăng đi. Rồi em thấy y sao? Cũng tăng luôn. Rồi cũng tăng luôn. Chị Hằng này đồng biến đúng rồi. Dạ, trời ơi, phải giữ vững lập trường. Rồi, thì mời một em khác nha, số 14. Dạ. Rồi, một hàm mới, y bằng trừ 3x. Rồi, thằng này đồng biến hay nghịch biến? Dạ, nghịch biến. Rồi, có lý do gì không? Hay là lụi? Dạ là... Mình đã lập bảng giá trị chưa? Mình đã lập bảng giá trị chưa? Chưa. Chưa, sao biết nó nghịch biến. Rồi là bảng giá trị cho thầy. Rồi x y. Rồi vô, thầy cho luôn nha. 1, 3, 5, 6. Rồi, rồi em lập y. Trừ 3. Trừ 3. Rồi trừ 9. Trừ 9. Dạ, trừ 15. Trừ 15. Dạ, trừ 18. Trừ 18. Rồi, ok. Em thấy x. Thầy là cho x tăng. Rồi, y sao? Dạ, y giảm. Rồi, y giảm. Rồi, x tăng, mới mốt tăng thầy chỉ lên nha. X tăng chỉ lên, y giảm chỉ xuống. Rồi, thằng tăng, thằng giảm nghịch biến. Rồi, ok. Rồi, lúc nãy em với bạn số 10 á, có nói một ý á. Nó gần đúng rồi đó. Nhưng mà các em nói chưa rõ đó. Hồi nãy các em nói âm là cái gì âm? Trả lời luôn cho thầy xem, được không? Dạ, cái số cho trước. Cái số nào? Số cho trước là ví dụ như là 2 và trừ 3. Cái số này gọi là cái gì? Hệ số nha. Thằng này người ta gọi nó là hệ số nè. Hệ số nó nằm phía trước ít. Em thấy nó dương á thì nó sẽ đồng biến, còn em thấy nó âm nè, nó sẽ nghịch biến. Rồi, được rồi, anh chịu em. Rồi nhớ nha, số 10 nó là hệ số nha, nó là hệ số âm và hệ số dương nè, chứ không phải là x âm x dương nha. Cái x của thầy, thầy nhắc lại, nó là biến số. Biến số tức là nó thay đổi được nè, đó, thay đổi được. Mà chỗ này thầy chưa cho gì hết mà em nói nó âm hoặc nó dương là đâu có được, hiểu không? Rồi các em hiểu hết không? Số 10 đâu rồi? Số 8 có học không? Dạ có, dạ có. Rồi. Hiểu không em? Dạ hiểu, dạ hiểu. Rồi, rồi làm luôn nha. Thầy cho một bài mới nha. Rồi bây giờ em có quyền lập bảng hoặc có quyền trả lời nhanh cho thầy, nhưng phải giải thích được. Y bằng 1 trừ 2x. Đồng biến hay nghịch biến? Còn nếu em muốn lập bảng thì cứ nói thầy. Thầy lập bảng cho. Dạ, lập bảng. Rồi, lập bảng. Rồi. X, Y. 0, 1, 2. Nguyên tắc của thầy là luôn luôn cho X tăng cho nó dễ. Rồi, Y bằng. Y bằng 0. Y bằng 1. Rồi, 1. Vậy là... Rồi, cái này con bị đứng rồi. Rồi là có cái... trừ 1. Rồi. Trừ 2. Hả? Trừ mấy? Trừ 2. Hả? Sao trừ 2? 2 em thấy vô đây. 2 thấy vô đây. Thì 2 x 2 ra 4, 1 trừ 4 ra nhiêu? Trừ 3. Rồi tiếp. Trừ 5. Rồi. Rồi y tăng nè. Rồi y sao? Y giảm. Đây y tăng, y giảm. Vậy thằng này á, nó là hàm kết luận.
kết luận nó là hàm gì? Nghịch biến. Nó là hàm nghịch biến. Rồi, nhưng mà mình lớn rồi, làm cách này phèn quá. Giờ nhìn vô hôm nay cho thầy giải thích sao nó là nghịch biến đi. Giờ không có lập bảng nữa. Hồi nãy thì vừa nói xong ở trên nè. Đó, ở trên đây hiểu không? Alo, alo. Hiểu. Rồi vậy xuống đây giải thích được không? Nếu mà em không lập bảng thì em có giải thích được tại sao nó nghịch biến không? Dạ được. Nhờ sao nó giải thích thầy nghe coi. Là nếu mà ít là âm là nghịch biến. Không không không, thầy vừa nói phút trên rồi là ít không có âm. Thầy chưa cho ít, ít là một biến số, thầy không có biết âm hay dương hết. Cái gì âm? Gần đúng rồi đó, cái gì âm? Đây nè, đây nè, đây nè, nhìn nha. Cái hệ số đứng phía trước ít á, nó bị âm. Thì nó nghịch biến. Các em lưu ý nha, không phải là con số 1 này nha. Đây, 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 mình lừa chỗ này nè. Thì nếu mà viết lại đúng á, thì nó phải là y bằng trừ 2x cộng 1. Đó, như vậy nó mới đúng nè. Chứ các em đừng quan tâm cái con số này. Các em quan tâm cái con số đứng phía trước x. Đây, con số đứng phía trước x cho thầy. Nó chính là con số 2. Đó, hiểu không? Hiểu không em? Số 8. Dạ. Rồi, ok. Rồi, để thầy cho một số bài tập. Rồi các em lật sách giáo khoa ra cho thầy trang 44. Nếu mà các em nào chưa mua sách á, thì có thể là lên mạng gọi là sách giáo khoa toán chính nha. Ở trên mạng cũng có. Nếu mà em chưa, mấy em nào mà chưa có mua được á, thì các em làm bài 1A, câu 1A. Đây, bài tập. Câu 1A. 1B thì nó giống rồi, khỏi làm. Rồi. Vậy á. Vậy á. Rồi câu 3, bài qua ba, nguyên bài 3. Rồi bài 7 thì các em nào làm được thì tốt nha. Ráng làm thêm bài 7 với thầy. Rồi ba bài này nha. Rồi, hôm nay mình xong. Rồi, các em còn vướng chỗ nào không? Rồi, nói đi, thầy giải thích luôn, làm bài tập cho nó nhanh. Rồi, Tuyết Anh hiểu hết không em? Dạ, hiểu thầy. Rồi, vậy em làm bài tập nha. Các em về nhớ làm bài tập. Mình luyện đi luyện lại thường xuyên thì nó sẽ nhớ lâu hơn. Rồi bữa nộp đi em. Trước giờ các em làm bài tập với thầy Hưng chưa? Thầy nộp như thế nào? Nộp cho thầy Hưng đúng không? Dạ, gửi tin nhắn riêng thầy. Gửi riêng hả? Rồi vậy các em gửi qua Zalo cho thầy đi. Cái nhóm thầy vừa vào nhóm của mấy đứa đó, thầy tên Trọng Nhân á. Các em add Zalo thầy rồi gửi cho thầy nha. Các em không có làm thì cũng không có la rầy gì các em, nhưng mà các em làm thì tốt cho các em thôi chứ không phải tốt cho thầy, nên cố gắng lên. Rồi bữa sau thầy sẽ vào bài một xíu nha. Thầy không cần các em đọc, không cần các em ngồi tụng cuốn sách giáo khoa, không có ngồi tụng từ đầu tới cuối. Thầy chỉ cần các em hiểu, ví dụ thầy ghi là y bằng x, thầy hỏi x gọi tên là cái gì, y là cái gì, các em trả lời được là ok. X là biến số, y là hàm số. Rồi các bước mình vẽ đồ thị hàm số, cần lưu ý những cái gì, rồi hàm đồng biến là như thế nào, nghịch biến là như thế nào. Các em giải thích hiểu như thế nào, giải thích như thế đó, giải thích theo ý của các em được rồi. Chứ đừng có hồi tụng trong sách giáo khoa nha, buồn ngủ lắm nha.
Rồi, ok, mình nghỉ ha. Chào mấy đứa.